Em chào các bác nhá. Là em Lâm đây. Lại tiếp tục quay một con quạt Toshiba cho các bác. Em dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nhà em trước. Cửa hàng nhà em là cửa hàng Thanh Lâm Japan Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066. Số dưới là 0975360433. Thì em sẽ quay luôn một quạt cho các bác. Con này là cánh 20. Quạt này là quạt để bàn, có thể treo tường được. Đấy, cánh 20. Em sẽ bật tút năng cho nó quay này, để cho nó quay phía này cho thẳng này. Đấy, xem là em tắt quạt này. Con này là cánh màu xanh lục bảo. Đấy, xanh lục bảo. Cánh thì là còn nguyên, chưa bị phai màu. Đấy, bầu là bầu nhọn bên trong là vẫn còn sáng trưng này. Xoay gương nữa nhá, chưa có vết nào là vết cọ bóng luôn nhá, bóng sáng luôn, có thể xoay được gương luôn. Đấy, xoay được 3 chiều như cái gương cầu lõm luôn. Con này thì xứng đáng để các bác sưu tầm. Con này em bao zin tuyệt đối cho các bác, không sơn si gì nhá. Bởi vì dòng quạt cổ này có sao chơi vậy chứ không thể sơn được. Vì sơn vào thì chắc chả ai mua đâu. Đấy, con này thì toàn bộ là gang sắt hết. Thân gang, cổ gang. Đấy, bầu là bầu nhôm, dùng trục bầu nhôm dài. Đấy, con này thì nó dùng động cơ của thằng Sanyo thì phải. Cho nên là em thấy động cơ của nó khá giống thằng Sanyo. Và tốc độ quạt chạy khá là lớn. Con này thì có 3 số. Có 3 số, huy hiệu là huy hiệu màu vàng đồng, vẫn còn nguyên. Đấy, chưa có hiện tượng là đánh bóng lên đâu nhá. Nguyên mạ, chất mạ lốc luôn đi nhá. Đấy, không có vết gì luôn, quá đẹp luôn. Đấy, trong đây là em chưa lau bụi ký đâu. Đấy, chứ còn rất sắc nét nhá. Rất sắc nét luôn. Đây, lồng đây, lồng là sơn sơn này, ngày xưa của nó là màu trắng. Nhưng bây giờ nó xuống màu, nó ngả thành màu sứa. Khá là đẹp. Đấy, con này thì khá là đẹp. Có 3 số nhá. Số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy, số 3 là số chạy yếu này. Đấy, số 3 là số chạy yếu. Đấy, chạy New Zeal. Đấy, số 1 thì này là số chạy to. À, số 2 là chạy trung bình. Số 3 thì này là chạy to. Đấy. Ê, vì dị này. Mà lúm thì lại lúm quay ngược cơ. Ê, vì dị. 1 này, số 3 này, số 2 này, số 1 này, tắt này. Rất dị luôn. Con này mà các bác để cái sập uống nước pha chè, bật điều hòa thì đẳng cấp luôn. Hoặc là để bàn, hoặc là để cái tủ kệ thì xứng đáng luôn. Một con quạt cánh 20 màu xanh lục bảo. Bác nào lấy chiếc này thì alo cho em nhé. Đấy, những cái quạt thì em sẽ không báo giá đâu. Bởi vì nhiều lúc báo giá lên thì nhiều bác giật mình. Bởi vì là có thể với những người đam mê quạt hoặc là chơi những dòng sưu tầm này thì giá nó không bao giờ có thể so được mấy cái chất quạt mà được cái con quạt mình nghĩ. Còn với những bác mà mua cái quạt về chỉ để bật thôi đấy thì cái quạt như này chắc các bác không thích đâu. Đấy, người ta bảo là bao nhiêu cho người cần thì cũng không là vô giá, mà bao nhiêu cho người không cần thì nó cũng chả có ý nghĩa gì cả. Chơi nó là đam mê mà. Đấy, bác nào thích chiếc này thì alo cho em. Cánh 20 zin tuyệt đối luôn. Đấy, máy thì zin nguyên bản nhá, không trọng ngoái không gì cả, tất tật zin đét luôn. Đấy, đã tháo ra thăm rồi, bầu to, bầu nhôm to cực to luôn, trục là trục dài luôn. Con này chạy khá là gấu, trông bé bé này thôi chạy 4-5W luôn đấy, kẹp dòng rồi đấy, chạy lên 4-5W luôn đấy, khá là êm luôn. Trục dài, trục to, trục là dùng trục to luôn nhá. Đầu tiên em có tưởng này dùng trục bé quá, dùng trục to. Em cho chạy lửa ngày mà sờ bầu nguội tanh luôn. Hơi có tí man mát luôn. Sợ thật. Xứng đáng luôn. Quá đẹp luôn, một hoa hậu. Cánh 20. Đấy, bác nào lấy alo cho em. Lồng nó trang trí quá đẹp. Họa tiết hoa văn khá đẹp luôn. Đấy. Cái lồng em đang lắp lệch một chút. Đấy, nghe là cài vào dưới này. Đấy. Đấy, vừa thợ thì em lắp lệch một chút. Nghe là cái lồng này phải cài vào dưới này. Đấy, cái định tâm này. Đấy, thợ nhà em vừa lại lắp lệch một chút. Thì một chút em sẽ xoay lại cho các bác.
Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Bây giờ quay video phát hiện ra đấy, nó bị lắp lệch này. Đấy, thợ nhà vệ sinh đây, cái tiếm tâm này nó lắp lệch này. Đây là nhìn cái chữ lợi bị lệch một chút. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, em sẽ kết thúc video ở đây nhá. Chào các bác.